À, bỏ đó em ơi, cái đó là chanh đó hả? Quýt hả? các member Bữa nay đã cắt hết khí thế ha. Bữa nay làm đủ món hết. Trong đây có gì đây? Táo nè blueberry nè, ha. Blueberry hả? Strawberry luôn, trái dâu hạt tây á ha. Cái quýt em dâu, đang dắt là trái quýt này á ha. Nay bí cho thơ cho nè. Giờ mình phải xay cái này mình uống thôi chứ nhiều quá nó hư uổng. Trái táo bữa nhà thờ cho nè, vẫn tốt nè. Nực táo này ngon lắm, này ăn sống rất là ngon, mình xay luôn. Với lại mấy cái táo mà mình xin ở nhà thờ ở trên Anaheim á, nhiều lắm. Bây giờ bà xay nước uống, mấy bữa nay bắt đầu xay mấy cái này uống cho nó hết. Với lại celery, với lại trái dưa leo nè. Uống bữa nay, mấy bữa nay nhìn da mặt đẹp ra đó nha. Bỏ nước dừa vô. Chị em phụ nữ nào rảnh rảnh á, xay mấy cái này uống nè, thấy da mặt bà xã này đẹp ra đó, đâu có cần phải son phấn gì đâu, không có cần, nó đẹp tự nhiên á. Nó mịn đó ha, nó trắng mà nó mịn, nó đẹp dễ thương. Ra đường mấy anh nhìn, hãy thấy anh nào mà anh nhìn nhìn lên mình là biết là mình đẹp rồi đó ha. Đó là phải hãnh diện phải không. À, mấy viên da mấy cái chuối già này ăn ngon lắm, nhưng mà bữa lấy nhiều quá giờ nó chín rồi, phải xay sinh tố uống thôi. Vỏ chuối này mình bỏ vô cái thùng xong mình đổ ngon. nước Nếu vô ha, xay vô được. xay luôn Xay luôn. mình bỏ vô máy xay này là mình xay Rồi. nhuyễn ra, xong mình bỏ nước của mình Hai tí ủ đúng ha. không? Này cho 1 tư 1 ly đi, xong bỏ cần vô, xong mình dùng cái nước vỏ chuối này là mình tưới cây ha, tốt lắm á. Nó có màu màu tím là có strawberry, cái blueberry ở trong đó, nó làm cho màu tím ngon nha bà con, thơm mới sợ. Bấm cái nút số 3 crush này nè thì nó bỏ hết luôn hả? bỏ hết cho luôn, bỏ cần, bỏ thêm dưa leo vô đi, bỏ nhiều nhiều vô. Ê, hết trái dưa leo rồi. Một trái đủ đủ, bỏ thêm đi. Một trái à? Xay thêm chút xíu nữa. Ở ngoài đây là đang bà xã bà luộc sơ sơ cái sườn non, sườn heo non á, có xương á, thì để làm nấu hủ tiếu trưa nay ăn. Hôm qua mua 3 pound tức là khoảng 1,5 kg. Giờ mình luộc sơ sơ cho nó ra mấy cái chất dơ xong mình vớt ra. Trong này có muối, có chanh nè. Chút xíu nó bỏ qua cái nồi áp suất á. Rồi nấu. Rồi cái lò nấu ở bên ngoài. Ở bên Mỹ này, ở trong nhà mình á, nó kín như lắm. Thì mình nấu đồ ăn giống như là mấy người khoái ăn mắm tôm, canh bún, bún riêu, kho thịt, kho cá đó. Nhất là các cá nục á bà con. Nó mà dính ở trong tường á, nó không có bay ra đâu, nó dính. Nó bám ở trong nhà mình lâu lắm, 6-7 tháng, cả năm nó cũng không có ra được nữa. Cho nên mình tới nhà nhiều người á mình thấy ớn lắm. Bên ngoài này cái mùi đồ ăn nó thấm, nếu mình ngồi đó lâu khoảng nửa tiếng 1 tiếng đồng hồ, cái mùi đồ ăn cá này kia đó nó thấm vô trong người mình, nó thấm vô trong tóc, thấm vô trong quần áo, nó thấm vô vớ giày, thấm vô trong quần lót áo lót luôn, ghê gớm lắm. Cho nên mình sợ lắm, lúc nào mình cũng nấu bên ngoài. Bữa nay ở bên ngoài ngoài trời mát mẻ, chưa có mặt trời gì hết, tại vì mây mù sương cloudy nhiều á. Mát lắm nha bà con, 50 mấy độ F, mát lắm. Nhưng mà cũng phải mặc một cái áo giáp để thủ khỏi bị cảm lạnh. Này cái bông hồng đẹp không nè, đủ loại màu hết trơn. Buổi sáng là bà xã bà ra đây bà ngắm bông, bà tưới cây, bà bón phân, bây giờ bà chịu khó làm lắm. Bông đẹp lắm. Cái này là cái cây hôm bữa mình mua ngoài Costco á, nhớ không, trước khi Tết á, cây đào á, mua Costco mà bây giờ bỏ xuống đất nó mọc cao như nè. Đó là nhà ông hàng xóm. Bây giờ cũng đang có giống như là mưa phùn nhỏ nhẹ đó rớt xuống á, sprinkle. Đây là sprinkle. Cái này là cái vỏ chuối em xay ra luôn phải không? Xay để tưới cây bà con, tốt lắm nha, mình không có bỏ gì hết trơn á. Tận dụng tối đa luôn. Này sinh tố xay ra rồi nè, cái này của anh Tư hay của anh nha. Anh uống ly này hả? Ok. Này ăn gì? Ăn ăn cereal nữa hả? Cái này là bánh su xê nè bà con. Ở ngoài mấy tiệm Việt Nam ngoài có bán. Có sườn non nè, luộc xong rồi nè. Cắt hết nước, rửa lại sạch sẽ rồi, lấy hết mấy cái dơ ra rồi. Giờ bỏ vô cái nồi áp suất để nấu hủ tiếu ha. Chiều trưa nay ăn hủ tiếu. Trưa này có mấy đứa nhỏ nó ở nhà, có thằng Đì ở nhà nữa đó. Nấu cho tụi nó ăn. Chiều tối thì Đì nó lên nó trở lại trường học của nó dưới San Diego. Bỏ này là hành tím với lại củ hành nè không, bỏ muối vô nè, bỏ muối vô trước đi, bỏ tiêu nữa em, tiêu cho nó thơm.
bỏ đường phèn vô. Đường phèn vô thì nó dịu, nó thơm lắm. Rồi bỏ củ cải trắng vô ha. Củ cải mình sắc nhỏ nhỏ mình bỏ vô, mình nấu lên nó ra cái nước ngọt. Cái này là cái cốt hủ tiếu nè, chút nữa xíu nêm bằng cái này. Ở ngoài chợ Việt Nam có bán nha bà con. Ăn tí cho nó thơm. Ừ. Bỏ giờ không ăn chút nữa. Chút nữa ẩm được. Rắc mình, rắc tiêu bỏ vô nữa, rồi để nắp lại đi. Nấu 1 tiếng đồng hồ hả? Nấu 1 tiếng đồng hồ. 20 phút rồi hả? Thì có cái hơi của nó bỏ một nửa. À, bỏ cái nước cốt hủ tiếu vô, quậy lên. Quậy lên cho nó đều lên. Rồi. Rồi, đậy nắp rồi đi. Giờ bây giờ làm đồ ăn sáng. Mình tự bấm nha, mình tự bấm cho nó lên 25 phút thôi chứ đừng có bấm mấy cái này. 25 phút là vừa đủ, chứ là để cái nút áp suất để ngang cho cái hơi nó không có thoát ra ngoài được. Nó đây là khoai tây. Bây giờ làm đồ ăn sáng nha. Ba củ khoai tây mà bà xã bà bào nhỏ nhỏ ra. Có hành đổ vô trong đây. Khoai tây mà nó ba loại khác nhau cho nên nó ba cái màu khác nhau. Bây giờ mình ướp. Ướp sơ sơ thôi. Bỏ mấy cái ớt vô. Đây là bột hành nha bà con. Bột hành với bột tỏi. Thơm dữ lắm. Có mấy cái này vô nó thơm. Nếu mà mình không có làm gì hết, mình chỉ cần bỏ muối với tiêu cũng ok nữa. Rồi xong rồi nêm bằng cái The Blend nha. The Blend. Mua ở ngoài Costco hoặc là Sam Club á. Cần có 2 quả trứng vô đây nữa, này là tiêu. Rắc tiêu vô. Giờ làm đồ ăn sáng. Này 2 quả trứng nè, đánh cho nó tan ra xong rồi đổ vô nha. Này mình nêm thêm cái garlic and herbs cho nó mùi nó thơm. Thêm bỏ cái lá này vô, lá basil á. Hoặc mình có lá ngò ý bỏ vô tươi cũng được, cũng ok. Thì mình nêm nhiều á thì nó ngon lắm. Khi mình làm cái món này, món ý nè. Mình chiên như mà lúc trước mình có chiên rồi đó, có chiếu Facebook rồi đó. Mình nêm well season á, tiếng Anh gọi là well season á, thì mình nêm càng nhiều á thì khi mà ăn ra nó đậm đà, nó thơm, nó mùi nó đã lắm. Chút xíu nó bỏ chút xíu bơ vô nữa thì nó cái mùi nó thơm hơn. Rồi giờ bỏ lên cái chảo chiên cái khoai tây. Nếu mình đảo liên tục á thì nó thành cái món hash brown của Mỹ, còn mình để nguyên á, mình đè nó xuống giống như mình chiên trứng á. Thì là cái món của Ý gọi là frittata. Thơm lắm nha bà con, cái mùi nó bay ra thơm lắm. Chiên hai mặt. Này để cho nó chín đi khoảng 3 phút rồi xong rồi mình bỏ ra cái dĩa mình lật qua phía bên kia. Hai mặt là nó chín giống như chiên bánh chưng á. Ngày nào ăn bánh chưng mà còn dư á mình chiên giống vậy, mình đè xuống. Thơm lắm, đừng có để lửa nhiều quá nó khét nha, để nhỏ nhỏ thôi. Nhỏ nhỏ là ok à. Xong một dĩa rồi nè. Giờ làm cái mẻ thứ hai. Còn thơm lắm nha bà con, nó bay mùi đã lắm. Chiên thêm một cái nữa. À, ngon không? Thơm quá ha. Mình nêm nhiều thứ khác nhau á, cái mùi thơm nó đã lắm. Nó sợi. Giòn giòn thơm thơm đã. Ăn sạch sẽ luôn, ngon quá trời quá đất. Đây là cái dĩa thứ ba làm cho thằng Tư em chút xíu nó dậy nó ăn. Wow, cái này có bộ ngon hơn 2 cái trước nha. Khoai tây này thì ở đâu cũng có nha. Mình chỉ cần bào sợi sợi ra thì mình ướp với lại muối với tiêu cũng ok rồi, hoặc là có bột nêm giống như mình làm cũng càng ngon hơn, thì tùy theo cái khẩu vị của mỗi người á, hoặc là mình bỏ nước mắm bột ngọt gì vô, tùy theo mình muốn ăn gì mình bỏ vô, hành lá vô, mình tự chế biến nha bà con, phải tự sáng tạo nha, chứ đừng có bắt chước người ta. Đừng, cái đó là cái cơ bản là khoai tây thôi. Rồi mình bỏ trứng, mình bỏ gì vô là tùy mình nha. Rồi mình đè nó xuống như này, giống như mình chiên bánh chưng á, thì nó thơm, nó giòn, nó ngon lắm. Để lửa lớn gần cuối cùng á, để lửa thiệt lớn là nó cháy, nó xém ở dưới mà nó thơm lắm.
Đó, cái 30 giây cuối cùng là mình mở lửa lớn vậy nè. Wow, là nó thơm lắm nha bà con. Xong mình tắt là đem vô ăn được à. Xong cái sau cùng lại ngon hơn hai cái hồi nãy. Mình hấp dẫn nha bà con, thơm lắm nha. Giờ ăn xong rồi đi bộ vòng vòng một mao. Wow, cái cây mãng cầu nó ra lá non lại nè. Bây giờ vẫn còn mà mưa lất phất nhẹ nhẹ nha. Đi bộ khoảng nửa tiếng hồ. Bye bye nha bà con, gặp sau.